Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay, thứ ba ngày 12 tháng 2 năm 2019 sẽ có những nội dung chính sau. Toàn tỉnh gieo cấy được trên 6.000 hecta lúa xuân. 100% trạm cấp điện công ty điện lực Hưng Yên hoạt động đảm bảo phục vụ tốt công tác độ ải. Hiệu quả mô hình nhất thể hóa bí thư chi bộ và trưởng thôn tại huyện Văn Lâm. Hát chống quân, nét sinh hoạt văn hóa không thể thiếu trong những ngày đầu năm ở xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu. Mục thông tin cùng nhà nông có lưu ý khi tái đàn vật nuôi sau Tết. Tranh thủ thời tiết thuận lợi sau nghỉ Tết Nguyên đán, nông dân các địa phương đã tập trung gieo cấy lúa xuân. Đến nay đã gieo cấy đạt 20% tổng diện tích toàn tỉnh. Toàn tỉnh đã gieo cấy đạt trên 6.000 hecta lúa xuân, trong đó cấy được 3.500 hecta, gieo thẳng trên 2.500 hecta, tập trung ở các huyện Ân Thi, Văn Lâm, Phù Cử. Cùng với tập trung gieo cấy, các địa phương đã làm đất đợt 2 được 20.000 hecta và gieo mạ được gần 2.000 hecta. Dự báo thời tiết vụ xuân năm nay sẽ ấm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc gieo cấy lúa. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản khuyến cáo các địa phương quy vùng tập trung để cho thẳng, thời gian gieo từ mùng 6 đến 20 tháng 2. Cấy khi mạ dày xúc được từ 3 đến 3,5 lá, mạ nền đất cứng được 2,5 đến 3 lá. Khi gieo cấy phải bón lót phân chuồng, phân lân, phân hữu cơ vi sinh theo quy trình. Sau khi gieo cấy, tiến hành điều tiết nước hợp lý, không để ruộng lúa khô cạn ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây lúa, thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của các đối tượng sâu bệnh. Nhờ làm tốt khâu kiểm tra định kỳ và sửa chữa các trạm biến áp, cấp điện bơm lấy nước độ ải vụ lúa xuân năm nay, sau hai đợt lấy nước độ ải, 100% trạm cấp điện của công ty điện lực Hưng Yên hoạt động tốt, qua đó việc cấp nước được đảm bảo. Theo đó, 153 trạm biến áp đã được công ty điện lực Hưng Yên thí nghiệm định kỳ và sửa chữa khắc phục trên 20 trạm, hoàn thành trước khi kết thúc quý 4 năm 2018. Sau đợt lấy nước độ ải lần 2, toàn tỉnh đã hoàn thành 91% lượng nước cấp cho vụ lúa xuân. Qua vận hành cấp điện cho các trạm bơm cho thấy 100% số trạm hoạt động đảm bảo công suất máy biến áp và đang chuẩn bị đảm bảo cung cấp điện tốt cho đợt lấy nước lần 3 từ ngày 15 đến hết ngày 22 tháng 2, góp phần cấp đủ nước cho vụ lúa xuân 2019. Thưa quý vị và các bạn, những ngày Tết Kỷ Hợi đã qua đi, nhưng hương vị mùa xuân trên các cánh đồng của xã Tam Đa, huyện Phù Cử như được nhân lên. Người dân đang say sưa với các công việc đồng áng, với niềm tin được mùa, hứa hẹn cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Năm qua, thời tiết thuận lợi, cùng với sự cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của người dân xã Tam Đa, huyện Phù Cử đã tạo nên những mùa cam trĩu quả, được mùa, được giá. Ơn Đảng, ơn Nhà nước cho nhân dân chuyển đổi từ cái cây lúa kém hiệu quả sang trồng cái cây có giá trị kinh tế cao. Kinh tế của người dân ngày một đi lên. Đây là cái niềm phấn khởi của người dân, Ngũ Phúc chúng tôi nói riêng và Tam Đa nói chung. Xã Tam Đa hiện có hơn 130 mẫu đất được chuyển đổi sang trồng cam, chủ yếu là cam Hưng Yên, cam Đường Canh và cam Bố Hạ. Nhiều gia đình trồng với diện tích trên 2 mẫu, cho thu lãi trên 500 triệu đồng như hộ anh Trần Quang Vinh, Đặng Quang Huyên, Trần Quốc Việt. Bình quân mỗi sào cam cho thu trên 1 tấn quả, với giá bán 20.000 đồng 1 kg cam Hưng Yên, 30.000 đồng 1 kg cam Đường Canh và 15.000 đồng 1 kg cam Bố Hạ. Người dân thu lãi khoảng 20 triệu đồng một sào. Nhà tôi là ba loại cam là được 250 triệu. Thế mới lại bà con năm nay cũng được giá mà được mùa. Thế thôi thì thôn Ngũ Phúc gọi là làm kinh tế vườn. Thế cho nên là năm nay cũng phấn khởi, bà con cũng thu nhập là ăn Tết đón một cái xuân mới là mạnh khỏe, an khang thịnh vượng. Năm qua, xã Tam Đa đã xây dựng được gần 190 mẫu sản xuất nông nghiệp sạch theo tiêu chuẩn Việt Gáp và thành lập được hai hợp tác xã kiểu mới là Hợp tác xã Nông nghiệp Thắng Lợi và Hợp tác xã Cam Ngũ Phúc. Sản phẩm đã khẳng định được thương hiệu, được bán ở nhiều nhà hàng và siêu thị lớn trong cả nước. Tam Đa là địa phương chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả nhất của huyện Phù Cử, nhưng không có công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Xuân mới là bà con rất phấn khởi. Thế và xã thì đã được Ủy ban tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2008. Cây cam thì chúng tôi đã chuyển đổi là 16,7 ha, là chúng tôi đã trong quá trình năm 2019 là không cho chuyển đổi nữa, là sẽ khóa lại, khép lại toàn bộ diện tích để tập trung vào chăm bón và có cái
tiếp tục là mở rộng các cái thị trường, mở rộng cái vùng Việt Gáp của cái cây cam. Một mùa xuân mới đã và đang tiếp thêm nguồn sinh lực mới để người dân Tam Đa gặt hái thêm mùa quả ngọt thơm, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Thưa quý vị và các bạn, dựa trên điều kiện của từng địa phương, huyện Văn Lâm đã triển khai và duy trì mô hình nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, qua đó phát huy tốt vai trò, năng lực lãnh đạo của người đứng đầu. Ông Trịnh Văn Nhung có hơn 20 năm được nhân dân thôn Trịnh Xá sẽ chỉ đạo tin tưởng bầu là trưởng thôn và bí thư chi bộ. Khác với trước đây, chỉ đảm nhiệm từng vị trí riêng lẻ thì nay ông Nhung kiêm nhiệm cả hai, vừa là người tiếp thu chủ trương của cấp trên, vừa là người trực tiếp tổ chức thực hiện công việc nên nhanh hơn, thuận lợi hơn. Vào tháng 10 năm 2018 thì tôi được quyết định Ủy ban Nhân dân xã là giao cho là trưởng thôn. Từ ngày đó tôi điều hành công việc cách thuận lợi. Thứ nhất là đảng triển khai nghị quyết xong thì chính quyền thực hiện luôn. Sau đó tôi triển khai tới tất cả các ông bà trưởng ngành đoàn thể và trực tiếp chỉ đạo đôn đốc thì hiệu quả hiệu lực rất là cao. Nhưng còn một số cái khó khăn vất vả nữa là một kiêm nhiệm thì nó nặng nề hơn, nhưng tôi phải cố gắng và tôi chỉ kiến nghị với các lãnh đạo các cấp là tạo điều kiện cho chúng tôi được đi học hỏi tập huấn nhiều hơn để nâng cao kiến thức, trình độ lãnh đạo, công tác đảng và công tác như ở địa phương nó gọi là chính quyền. Năm 2018, huyện Văn Lâm triển khai thực hiện nhất thể hóa bí thư chi bộ và trưởng thôn tại hai xã Chỉ Đạo và Lương Tài. Đến nay, 5 trên 5 thôn của xã Chỉ Đạo và 9 trên 13 thôn của xã Lương Tài đã hoàn thành việc bầu trưởng thôn kiêm bí thư chi bộ. Trong quá trình tổ chức thực hiện thì là cơ bản là về quan điểm nhận thức của các đồng chí cán bộ đảng viên thì đồng tình ủng hộ. Thế tuy nhiên cũng có một số cái tư tưởng và một số các đồng chí là cán bộ đảng tức là đương thời bí thư này cũng rất lo lắng. Bí thư chi bộ đồng thời trưởng thôn thì hai cái việc là khó có thể hoàn thành. Mặc dù mới được triển khai trong thời gian ngắn, nhưng hiệu quả của chủ trương này đang từng bước được khẳng định. Ngoài việc giảm số lượng chức danh, hầu hết các vấn đề quan trọng trong thôn đã được chi bộ, chỉ đạo kịp thời, xác định rõ trách nhiệm, tránh tình trạng đùn đẩy. Qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh trong khu dân cư. Cái chủ trương ở từ cấp trên, nhưng mà về đến cơ sở, quá trình thực hiện nó có những cái nó khó khăn vướng mắc, nhưng sẽ kiến nghị, sẽ có cái điều chỉnh về luật làm sao cho nó phù hợp. Để thuận lợi cho cấp dưới tổ chức thực hiện. Đến bây giờ thì cái nhiệm kỳ bầu trưởng thôn và bầu bí thư chi bộ cái thời gian nó khác nhau. Và ban thường vụ cũng bàn bạc và cũng tính toán đến việc sẽ căn cứ vào cái điều lệ đảng, căn cứ vào luật, sau cái điều chỉnh co giãn làm sao cái thời gian mà bầu bí thư chi bộ và bầu trưởng thôn nó vào cùng một thời điểm. Từ thực tế tại xã Chỉ Đạo và Lương Tài, thời gian tới huyện Văn Lâm sẽ tiếp tục thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ và trưởng thôn tại các địa phương còn lại. Các cấp ủy huyện Văn Lâm cũng xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng. Với mong muốn được chia sẻ, giúp đỡ học trò nghèo đến trường, học kiến thức để sau này giúp ích xây dựng quê hương đất nước, nhiều năm qua, ông Phạm Ngọc Trục ở thôn Mát, xã Nhân La, huyện Kim Động đã có nhiều hoạt động thiết thực trong công tác khuyến học tại địa phương. Em Nguyễn Văn Hiền ở thôn Mát có hoàn cảnh khó khăn vì bố mẹ làm nông nghiệp, sức khỏe ốm yếu. Khi nghe tin thấy hoàn cảnh của em, ông Trục đến động viên gia đình và trao học bổng cho em với mong muốn em được tiếp tục đến trường, được học tập trang bị kiến thức cho tương lai rộng mở về sau này. Nhờ có sự động viên chia sẻ kịp thời, giúp Hiền nỗ lực cố gắng, nhiều năm liền em đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường. Được sự hỗ trợ của xã nhà thì đó cũng là một phần động lực để em học tập. Và em phấn đấu đạt được thành tích kết quả cao như ngày hôm nay ạ. Tham gia công tác khuyến học đã 15 năm nay, ông Trục là người đầu tiên vận động thành lập quỹ khuyến học dòng họ Phạm Ngọc và ông cũng là phó chủ tịch hội khuyến học của xã. Hàng năm, ông đều trích từ lương hưu của mình để đóng góp vào quỹ khuyến học. Không chỉ có vậy, ông còn vận động con cháu trong gia đình cùng tham gia đẩy mạnh công tác khuyến học giúp đỡ học trò nghèo. Bình quân một năm, ông và gia đình đóng góp từ 3 triệu đến 6 triệu đồng để trao học bổng cho học sinh nghèo, học sinh giỏi. Số tiền không phải là lớn, nhưng với bản thân ông, kinh tế gia đình ở mức trung bình, thì đây là việc làm thật đáng trân trọng. Bản thân đồng chí Trục cũng như gia đình là có rất nhiều công lao đóng góp đối với cả hội học xã nhà chúng tôi. Đồng chí Trục đã động viên
mọi tầng lớp dân và đặc biệt là các đồng chí cán bộ xã chúng tôi tham gia để xây dựng quỹ học ngày càng lớn mạnh. Bản thân mình xuất thân đi công tác đầu tiên làm nghề thầy giáo. Khi về hưu thì dòng họ tôi có một cái truyền thống hiếu học, thế muốn rằng là mình về ở cái giai đoạn cuối cùng của cuộc đời muốn phấn đấu là làm sao đóng góp được cái công sức của mình vào cái sự nghiệp, góp cùng với ngành giáo dục trong sự nghiệp chồng người. Nhờ có những tâm huyết trong công tác khuyến học như ông, hàng năm có từ 5 đến 6 học sinh nghèo được giúp đỡ kịp thời. Số tiền không nhiều nhưng có ý nghĩa lớn đối với việc giúp trẻ em nghèo được tiếp tục cắp sách đến trường. Và điều quan trọng trên hết là lan tỏa tình yêu thương, giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau giữa mọi người. Hát chống quân Hưng Yên là một trong 17 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận. Hưng Yên có nhiều vùng hát chống quân, nhưng nổi tiếng hơn cả là hát chống quân ở xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu. Hát chống quân là một hình thức sinh hoạt ca hát giao duyên rất phổ biến ở khu vực đồng bằng châu thổ Bắc Bộ. Xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu được coi là một trong những cái nôi của hát chống quân. Nơi đây vẫn lưu truyền, truyền thuyết, điệu hát chống quân gắn với sự tích công chúa Tiên Dung và chàng Trừ Đồng Tử. Vào đời vua Hùng thứ ba, công chúa Tiên Dung đã có mối duyên kỳ ngộ với chàng trai nghèo Trừ Đồng Tử. Công chúa Tiên Dung đã dạy nhân dân cách trồng lúa, ươm tơ, dệt vải và dạy cả nhân dân những câu hát đối đáp. Điệu hát chống quân đã ra đời từ đó. Hát chống quân ở Dạ Trạch thường đề cập đến những chủ đề ca ngợi non sông đất nước, cuộc sống lao động, những tích văn học như truyện Kiều, cung oán ngâm khúc, chinh phụ ngâm khúc. Và không biết từ bao giờ những làn điệu chống quân đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa không thể thiếu của người dân xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Đặc sắc của chống quân Hưng Yên chính là ở lối hát, vừa hát đáp vừa sáng tạo hát hỏi. Vào đám hát, làng cử người đặt trống tại nơi quy định, hai người được chọn đứng đại diện thi tài giao duyên. Hai bên lựa chọn ra những vần thơ, lời ca hay đề tự để hát cho phù hợp. Chính từ những buổi giao duyên ấy, nhiều đôi trai gái đã nên vợ nên chồng. Hát chống quân xưa kia phổ biến rộng khắp các vùng trong tỉnh Hưng Yên. Ngày nay lối hát này bị mai một đi nhiều. Để gìn giữ những làn điệu chống quân, các nghệ nhân của câu lạc bộ chống quân xã Dạ Trạch đã có nhiều cách làm sáng tạo. Trung tâm văn hóa là thể thao và du lịch huyện Khoái Châu rất là quan tâm, mở ra và đã đưa các nghệ nhân đến truyền dạy tại các trường để cho các cháu học sinh nắm được. Thì nói chung là bây giờ nếu mà nói đến Dạ Trạch thì nói đến chống quân là các cháu học sinh đều hát được chống quân. Đến nay mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi ở Dạ Trạch, Khoái Châu đều biết đến và muốn gìn giữ những làn điệu đặc sắc này. Mình sinh ra và lớn lên cũng ở Dạ Trạch. Khi học chống quân mình cũng muốn nối truyền của các ông, các bà. Với lòng tâm huyết của các nghệ nhân, hát chống quân này đã và đang được hồi sinh, ngày càng có sức lan tỏa, tạo nét sinh hoạt văn hóa đậm chất dân gian, thu hút nhiều người tham gia. Đền Mẫu thuộc quần thể khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, thành phố Hưng Yên thu hút đông du khách thập phương tới tham quan và chiêm bái trong dịp đầu xuân năm mới. Tình hình an ninh trật tự và công tác tổ chức quản lý tại đền trong mùa lễ hội năm nay có nhiều chuyển biến tích cực so với các năm trước. Khu vực trước cổng đền Mẫu không còn tình trạng ăn xin, ăn mày, đổi tiền lẻ công khai. Lực lượng công an và ban bảo vệ dân phố phường Quang Trung và Minh Khai làm nhiệm vụ phân luồng giao thông và trông giữ xe máy ô tô, không để người đi lễ đỗ xe trước cổng đền, cho nên giao thông tại khu vực đền Mẫu, đền Trần thông thoáng. Đặc biệt, không có hiện tượng chặt chém du khách ở những nơi gửi xe do ban bảo vệ dân phố quản lý. Khu vực trong đền Mẫu, Ban Quản lý Di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến đã lắp đặt nhiều camera an ninh để theo dõi các hoạt động trong đền. Qua theo dõi camera an ninh đã kịp thời phát hiện được một vụ trộm cắp tài sản của du khách. Công tác phòng chống cháy nổ được tăng cường, Ban Quản lý bố trí các bình cứu hỏa và thùng nước đặt ở gần các ban thờ. Cử người thường xuyên túc trực hướng dẫn, nhắc nhở du khách không thắp hương trong nội tự, đặt tiền đúng nơi quy định, hạn chế dâng và đốt vàng mã trong khu vực di tích.
Vào khoảng 12 giờ 30 phút trưa nay, tại thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, thành phố Nghiên đã xảy ra vụ án mạng làm chết một người. Ngay sau khi nhận được tin báo, tổ công tác của công an thành phố Hưng Yên phối hợp với các đơn vị chức năng có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu và truy bắt đối tượng. Quá trình điều tra xác định nạn nhân là anh Trần Viết Đương, sinh năm 1970, trú tại đội 12 thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa. Nguyên nhân ban đầu gây ra vụ án là do trước đó anh Đương có mâu thuẫn với gia đình nhà vợ. Sau đó, Trần Đình Thân là em vợ sinh năm 1980, cùng trú tại đội 12, thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, đã dùng dao đâm vào ngực trái khiến anh Đương tử vong. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ vụ án. Mời quý vị và các bạn cùng đến với mục thông tin cùng nhà nông của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay đang là thời điểm nhãn ra hoa đậu quả. Để nhãn đạt chất lượng và hiệu quả cao nhất, các nhà vườn cần tăng cường các biện pháp chăm sóc. Giai đoạn nhãn ra hoa đậu quả là giai đoạn cây cần nhiều dưỡng chất để tập trung nuôi cây, nuôi quả. Do vậy, bà con cần tập trung bón bổ sung dinh dưỡng cho cây để cây phát triển và nở hoa thuận lợi, như bón các loại phân bón hữu cơ hoai mục hoặc các nguồn phân hữu cơ khác có nguồn gốc từ thực vật như ngô, đậu tương. Phun bổ sung các loại phân qua lá, loại chuyên dùng cho cây ăn quả. Các nhà vườn cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết và thường xuyên kiểm tra vườn của gia đình mình, phát hiện sâu bệnh sớm để phòng trừ kịp thời bằng các thuốc đặc trị. Sau Tết Nguyên đán là thời điểm người chăn nuôi nhập đàn vật nuôi mới để chăm sóc, nuôi dưỡng, ổn định thị trường. Để chăn nuôi đạt chất lượng và đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất, bà con cần lưu ý. Phục vụ thị trường Tết Nguyên đán, một lượng lớn gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh đã được tiêu thụ. Việc tái đàn sau Tết có ý nghĩa quan trọng trong việc ổn định lại hoạt động chăn nuôi và chủ động về nguồn cung thực phẩm trên địa bàn. Trước tiên, bà con cần lưu ý sau khi xuất bán cần được vệ sinh, khử trùng sạch sẽ. Khi nuôi lứa mới, cần vệ sinh thường xuyên, khử trùng định kỳ và tiêm phòng bệnh cho gia súc gia cầm theo đúng độ tuổi, đúng liều lượng và phòng dịch bệnh hiệu quả. Khi mà nhập lợn từ các địa phương khác về để gây giống như là chăn nuôi, thì bà con cần chọn lại những cơ sở có uy tín và từ các cái trang trại lớn về người ta chăn nuôi để đảm bảo an toàn. Và nếu như từ các tỉnh khác vận chuyển về địa phương thì phải qua kiểm dịch của cơ quan thú y. Hiện tình hình chăn nuôi, giá cả gia súc gia cầm sau Tết tương đối ổn định. Trên địa bàn toàn tỉnh không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm với gia súc gia cầm. Bên cạnh đó, giá cả hầu hết các loại gia súc gia cầm đều không có nhiều biến động. Đây là điều kiện tốt để hộ chăn nuôi mua con giống phục vụ tái đàn. Tuy nhiên, với điều kiện thời tiết như hiện nay là điều kiện thuận lợi để dịch bệnh phát sinh. Để đảm bảo tái đàn tốt, người chăn nuôi cần chủ động vệ sinh môi trường chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, tích cực áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học. Trong cái quá trình chăn nuôi thì bà con cũng phải tăng cường cái công tác chăm sóc nuôi dưỡng đàn lợn để làm sao đảm bảo sức khỏe tốt cho đàn lợn và thực hiện tiêm phòng các loại vaccine bắt buộc theo hướng dẫn của cơ quan thú y địa phương. Cũng như là ngoài cái vaccine đó thì bà con cần tiêm thêm các vaccine khác để làm sao tạo cái miễn dịch tối đa cho đàn lợn, sức khỏe tốt cho đàn lợn. Thì đàn lợn phát triển tốt thì cái nguy cơ rủi ro xảy ra dịch bệnh nó cũng rất là hạn chế. Ngành chuyên môn khuyến cáo các hộ chăn nuôi nên phát triển đàn vật nuôi theo định hướng, không phát triển tự phát, ồ ạt theo trào lưu để hạn chế việc cung vượt cầu, khuyến khích đầu tư vào chăn nuôi công nghiệp, áp dụng công nghệ cao về con giống, thiết bị chăn nuôi tiên tiến, triển khai mô hình phát triển theo chuỗi liên kết chăn nuôi, giết mổ, tiêu thụ sản phẩm, đồng thời cân đối đàn cho phù hợp với khả năng tình hình chăn nuôi và tiêu thụ trên thị trường. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, cùng với các tin tức thời sự cập nhật trong ngày, chương trình còn có những nội dung đáng chú ý sau. Xuân về trên những xã nông thôn mới ở thành phố Hưng Yên. Xã Cẩm Ninh làm tốt công tác ngăn chặn vi phạm công trình thủy lợi. Hiệu quả bước đầu các ban quản lý dự án tại các huyện. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem.